trước thì chúng ta đã được hướng dẫn về tư thế ngồi đúng và thế tay chuẩn khi tập đàn rồi. Các bạn đã làm được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà tập luyện nha. Ba mẹ ơi, đây là clip dành cho cả nhà luôn, nên mong ba mẹ cùng bé theo dõi để giúp đỡ bé trong lúc tập luyện ở nhà nha. Ở Neo Kids thì các bạn nhỏ của chúng ta đều đã được các thầy cô hướng dẫn bài vở rất kỹ lưỡng và ghi chú đầy đủ rồi. Tuy nhiên, giờ học trên trường chỉ khoảng 1 tới 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần thôi, sẽ không đủ đâu. Nên nếu muốn chất lượng học đàn được cao và tiến bộ nhanh thì chúng ta phải tập thêm ở nhà nữa. Khi mới bắt đầu học, mỗi ngày các bạn nhỏ nên tập khoảng 15 phút. Và sau đó cứ mỗi vài tháng lại tăng dần thời lượng lên nha. Nếu ba mẹ cùng phối hợp với các thầy cô thì Neo tin là bé sẽ tiến bộ rất là nhanh luôn đó. Đặc biệt là thời gian đầu, các bạn nhỏ cần có ba mẹ ngồi cạnh bên mình lúc tập sẽ cảm thấy vui hơn. Còn ngược lại, bé sẽ cảm thấy chán và lo ra, tập qua loa rồi bỏ đi, việc học đàn sẽ không đạt hiệu quả nữa. Gia đình đóng vai trò rất quan trọng với bé, vì vậy, một lời khen, một tràng pháo tay động viên hay một nụ cười khích lệ sẽ tiếp thêm động lực và cảm hứng cho bé rất nhiều luôn. Ba mẹ hãy cố gắng dành một chút thời gian với bé ở thời điểm này để cho bé một bước khởi đầu thuận lợi và khơi dậy niềm đam mê của bé với âm nhạc, với cây đàn nha. Hãy cùng với Neo Kids thắp lên ngọn lửa nghệ thuật trong tâm hồn trong trẻo ngây thơ của các bạn nhỏ của chúng ta nhé. Hình ảnh gia đình như vậy đẹp quá phải không nè? Ba mẹ và các bạn nhỏ thân mến, có biết là khi ta đàn thì tai của ta sẽ không nghe được chính xác tiếng đàn của mình không nè? Vì thế, ba mẹ nên cho các bạn nhỏ nghe lại tiếng đàn của mình để các bạn nhỏ biết mình đàn nghe như thế nào, rồi sau đó có thể dần dần cảm giác và điều khiển được tiếng đàn ngày càng hay hơn, có cảm xúc hơn. Đồng thời cũng ghi lại những khoảnh khắc như là những kỷ niệm đẹp của gia đình, thật vui đúng không nào? Còn bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Các bạn nhỏ và ba mẹ hãy nhớ đón xem clip tới của chúng mình nha. Ở clip tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học cách đọc nốt nhạc, một phần khá là thử thách và cũng rất là thú vị đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại!